hoan hỷ nữa là mình phải tránh xa những cái người người ta sân. Người người ta sân là mình sống với người sân là mình không hoan hỷ được. Tránh gần những cái người người ta hoan hỷ theo thượng. Đọc lại những cái khích lệ, hoặc là mình đọc lại những cái bài kinh mà Đức Phật khích lệ về hành thiền. Nói chung là tất cả các cái bài kinh trong Đinh Khơ Gia, mình nghe những cái pháp ấy đều khích lệ mình hết. Nên mình không nên đọc những cái sách của các cái số học giả, những cái người học giả người ta không thực hành, người ta không chứng đắc. Đôi khi người ta viết ra những quyển sách, người ta đưa cái tư tưởng của họ vào, người ta chê cái này, người ta khen cái kia. Thì mình đọc cái pháp đấy đôi khi mình bị dao động theo thì không tốt. Nhưng mà mình đọc ở trong kinh nguyên văn nguyên thủy kinh của Đức Phật ấy, thì mình sẽ thấy Đức Phật luôn luôn tán thán giới định tuệ. Mình cho nên tất cả năm cái bộ kinh mình có thể nghe đọc, và tất cả những cái pháp học đấy nó sẽ khích lên cho mình thực hành thiền rất là nhiệt tâm. Là người thực hành thiền thỉnh thoảng mình phải nghe pháp, thỉnh thoảng nghe những cái kinh hoặc đọc kinh để cho nó thêm cái phần tinh tấn và quyết định đối với hỷ, thêm cái hoan hỷ và quyết định đối với em. Mình phải quyết định là mình phải thích thú hoan hỷ với cái pháp thiền này, thì đấy là quyết định đối với hỷ. Khi tâm trở nên tinh tấn thái quá thì phải làm sao? Mà bây giờ mình phấn chấn lắm rồi, tôi thích thú lắm rồi, tôi muốn thực hành lắm rồi. Thực hành một cái tâm nó rất là quyết liệt, không cần ăn, không cần ngủ, thức suốt đêm để tôi thực hành. Một ngày tôi ăn một bữa cũng được, tôi thực hành. Thế thì cái lúc đấy nó sẽ trở nên tinh tấn thái quá. Nó có hai cái trạng thái, lười quá không được, mà tinh tấn quá mức cũng không được. Thì nó cũng trong cái khi thực hành như vậy, có những người rất là lười, mà có người thì lại quá tinh tấn. Cả hai người này đều bị có những chứng đắc. Khi tinh tấn nó mạnh quá thì phải tác ý đến ba cái chi này: khinh an, định và giải. Ba cái chi này nó giảm bớt cái tinh tấn nặng một chút. Thì tinh tấn quá mạnh mẽ quá là nó cũng sẽ bị mệt, nó kiệt sức ấy, nó bị mệt mỏi. Làm thế nào để phát sinh được khinh an? Muốn cho nó sinh được khinh an thì phải dùng có bảy cái pháp này, nó phát sinh được cái khinh an. Khinh an tức là cái sự thư thái, cái nhẹ nhàng, thư giãn nhẹ nhàng này. Cái khinh an thứ nhất là phải ăn ngon, cô miên nấu cho ăn nó sẽ có khinh an. dùng thực phẩm bậc thượng tức là dùng những cái thức ăn dễ tiêu hóa, những cái thức ăn dễ, cái hôm nào mình được ăn ngon mình thấy nó có thoải mái không, bao nhiêu cái bức xúc ở trong rồi hôm đấy nó rất là thoải mái, rất là khỏe khoắn, ngủ rất là ngon, nhẹ nhàng, thậm chí bao nhiêu những cái bệnh tật đau đớn nó tiêu hết đi. Thức ăn ngon nó có nhiều dưỡng chất, nó bồi bổ cho cái thân này, nó rất là thoải mái dễ chịu. Thỉnh thoảng là phải có một cái bữa ăn cao cấp. Nếu như cái người nào mà thấy người ta tinh tấn quá phải cho ăn thật ngon, mà để giảm bớt tinh tấn xuống vì ăn ngon thì người ta sẽ đi ngủ. Nó sẽ khuôn mình lại này. Còn cái người nào mà thấy lười quá thì cho ăn thật là nó dở vào, ăn dở là không ngủ được thì phải đi ngồi thiền. Thứ nhất dùng thực phẩm ở khí hậu tốt, ở trong cái điều hòa này, không quá nóng, không quá nặng, thì nó sẽ trở thì cái thân của mình nó rất là dễ chịu, bình an, giữ tư thế thoải mái. Mình ngồi không có gò bó, không gò ép gì hết, thì đấy là tư thế thoải mái. Và làm theo trung đạo, tức là không có cổ hạnh ép sát, cũng không có hưởng thụ dục nào quá, tránh những người hung hăng. Muốn kinh an được ấy. Chứ bây giờ mình đang kinh an mà gặp người khác đi đến nơi chọc nét cho một cái hoặc mắng mình một câu một cái là mình bị tổn thương ngay. Thì trong cái lúc mà mình đang thư giãn, đang rất là thư giãn, là cái tâm của mình nó rất là thản lỏng, nó không có tự vệ gì hết, nó bị một người khác kích một câu mà nó rất đau suốt cả mấy ngày nó mới hết. Cho nên là phải tránh trước gần người hung hăng, mà gần những người có cái thân hành an tịnh,
tức là phải thân cận những cái người mà người ta tức là rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Cái thân hành tức là người ta không có thô lỗ, người ta không hành động mạnh bạo. Nhưng cái người mà có cái hành động mạnh bạo, cái thân hành, người ta đi thì giống như là con nhà võ, đi trong rất mạnh mẽ và người ta làm cái gì mâm 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 mâm. Thì cái đấy là cái người có thân hành không an tịnh. Còn người mà có thân hành an tịnh thì tất cả những cái hành động đi rất là chậm chạp, làm cái gì cũng chậm 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 chậm, nó nhẹ 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 nhẹ. Thì đấy là người có thân hành an tịnh, quyết tâm đối với khinh an. Thì đấy là cái sự khinh an, nó phát triển được cái tâm khinh an, là cái, nó rất là nhẹ nhàng. Cái người này thì đi bộ, đi thiền hành, đi dạo thì cứ đi chậm 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 chậm, thì đấy là nó sẽ tạo được cái khinh an. Còn cái người nào đi vòng 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 thì cái người đấy là cái người không khinh an. Làm thế nào để phát triển được định? Nên là cái sự phát triển định, muốn phát triển được định thì có 11 pháp, 11 cái pháp để phát triển định. Làm sạch nội ngoại xứ, thiện xả về tướng, quân bình các căn, chế ngự tâm đúng lúc, tu tập tâm đúng thời, khích lệ tâm đúng lúc, nhìn tâm với, nhìn mọi sự với tâm xả, tránh những người không định, thân cận người định tính và ước muốn chứng đắc thiền và đại pháp, rồi quyết tâm đối với định. Thế là 11 cái pháp này nó sinh khởi được định. Làm sạch nội ngoại xứ có nghĩa là cái chỗ ở của mình, ngoại cảnh xung bên ngoài nó sạch sẽ. Chứ nó đừng có hôi hám, mọc mát. Thân thể thì cũng phải tắm nó cho sạch sẽ, có để cho ruồi bọ nó mâu mà nó đẻ trứng ở trên đấy thì nó sẽ làm cho mình nó bị sinh ra những cái bệnh ngứa ngay, ngồi không yên. Nên làm sạch nội ngoại xứ, hoặc là cái râu tóc móng tay là phải cắt bớt cho nó sạch đi. Đôi khi cái tóc tai của mình nó hiện cháy, nó hiện bọ ra thì nó hôi hám, thì nó cũng chướng ngại, mình ngồi nó bất an, ngứa. Thì tốt nhất là hành thiền đâu này cứ cảm sạch đi. Vậy là nó không có sạch sẽ, đây là sạch nội xứ, cạo bỏ râu tóc móng tay, đấy là nội xứ, và dọn dẹp sạch sẽ cái môi trường ở xung quanh. Thiện xả về tướng, tức là mình phải có cái thiện xả và duy trì tướng, không để cho nó mất đi. Quân bình các căn tinh tấn những định để chế ngự, tức là cái lúc nào cái tâm nó tinh tấn quá là mình chế ngự nó xuống, chế ngự tâm đúng lúc, tu tập tâm đúng lúc. Tức là cái lúc nào cần phải tu tập cái pháp nào cho nó đúng. Ví dụ như là cái lúc nào mình cần phải tu tập tâm từ, khi sắp tâm nó lên mình phải tu tập tâm từ. Khi nào mà cái tham ái tham dục nó lên phải tu tập bất tịnh. Khi nào cái tâm của mình nó phân tâm, nó tán loạn để tu tập hơi thở. Đây là mình tu tập cho nó đúng lúc, đúng đối tượng. Đúng lúc nào cần tu tập, khích lệ tâm. Có lúc nào nó lười biếng mình phải biết cách khích lệ. Khích lệ tâm đúng lúc. Thế lúc nào nó đang lười biếng thì mình phải khích lệ tinh tấn lên. Chứ lúc nào nó đang tinh tấn mình lại khích lệ tinh tấn nữa thì nó có thành tựu không? Nó đang tinh tấn rồi, giống như cái xe nó đang phóng 120 km/h, ga thêm một cái nữa nó không thể phanh kịp được. Thì cái lúc đấy là mình giảm ga xuống, lúc thực hành cũng vậy, đang tinh tấn rồi thì mình phải khích, thì lúc đấy mình phải khích lệ là phải thư giãn tí, thư giãn thì lúc đấy cần phải thư giãn lại một tí. Còn cái lúc mà mình đang ăn ngon ngủ cũng ngon thì bảo thôi thư giãn thêm tí nữa, thì lúc đấy lại ngủ thêm tí nữa, thì lúc đấy nó lại trở thành bị thái quá. Nên mình phải biết khích lệ cái đúng, cái lúc nào cần khích lệ. Nhìn mọi sự với cái tâm xả, lúc này là mình phải, cái lúc mà thực muốn hành thiền tốt là cái tốt nó đến cũng xả, cái xấu nó đến cũng xả. Thì đấy là mọi sự đều giữ cái tâm xả. Ví dụ mình đang thực hành thiền mà có người ôi có cái món nào ăn hời lắm, cái này mà ai mà tham gia thì sẽ được một cái mối lợi rất là lớn. Mình phải giữ cái tâm dừng dưng mà chuyện bình thường không quan tâm đến cái chuyện đó, nhưng viên quan tâm và sắp có một cái sự việc rất là nguy hiểm nó xảy ra rồi thì lúc ấy mình cũng phải giữ cái tâm bình thường, chả có cái gì là quan trọng hết.
Hoặc là có một người nào khen mình, khen mình có cái gì đó tốt lắm người ta khen, không được thích, thế là tâm sản. Hoặc là có cái gì đó mà người ta chê bai, người ta nói xấu mình, có cái nỗi lầm gì đó, mình cũng phải giữ cái tâm bình yên, rất là bình thản, không dao động, không lo lắng. Đấy là nhìn mọi sự với tâm sản. Cái gì mình cũng giữ cái tâm sản, nó được cũng sản, nó mất cũng sản, hơn cũng sản, thua cũng sản, yêu cũng sản, ghét cũng sản. Đấy, tất cả mọi thứ giữ cái tâm sản, không có bị dao động. Tránh xa cái người không định tĩnh, tức là trong cái thời gian hành thiền thì mình phải tránh xa những cái người động, gần những người định, thân cận những người định tĩnh. Ước muốn có cái chứng thiền và giải thoát, mình phải có cái ước muốn. Đây nó không phải là cái tâm nôn nóng, nhưng mà mình phải có cái ước muốn, phải có cái tâm này. Như mình không có cái ước muốn này thì mình sẽ không nỗ lực và quyết tâm đối với định, quyết tâm thực hành thiền định. Thế là người một pháp nó sinh khởi định. Và cái bài cái chánh định này mới được một nửa, còn một nửa nữa, còn một buổi nữa thì mới hết. Đã hết thời gian rồi, mình nghỉ tạm đây.